Cô Trạm ơi. Bà Ngư đây à? Em mời bà vào xin nước ạ. Này. Dạ. Dạo này nhà cô đông khách phết đấy. Tôi thấy ngoài kia ô tô với cả người ra vào cứ nườm nượp ra. Thế này, nói chung thì cũng có đồng ra đồng vào thôi bác ạ. Bác xin nước đi. Ừ. Vâng. Cô nói thế, ý là cô bảo là nhà cô đông khách đấy nhá. Bác mà có khách bác cứ dắt vào đây nhá. Thì xong rồi là em chia phần trăm cho bác. Bác yên tâm đi. Cô Trạm. Gì đấy? Cô làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Làm ăn kiểu gì? Này. Bác sang nhà em thì bác chả nói năng gì đâu, bác thái độ gì đấy. Ôi, thôi, bác mắng ngay đấy. Em làm ăn làm sao? Làm sao tự nghĩ chứ? Tôi nghĩ thế nào? Không hiểu à? Ôi giời ơi, bình tĩnh. Có gì đâu mà hiểu. Cô ơi, giờ bình tĩnh. Bác chờ tôi. Ôi giời. Bà ngồi xuống đi. Ui. Không phải việc của bà đâu. Tôi thì tôi có làm gì đâu, tôi chỉ xin hai người bình tĩnh. Tôi có làm gì đâu mà tự nhiên lại khuyên bảo cái gì? Bây giờ tôi hỏi bà nhá. Cùng làm ăn với nhau, hai bên đều có homestay đã bàn với nhau rồi. Ừ. Bây giờ tụt một cái đánh cắt một nửa thì cắt một nửa. Thế thì không bênh được cô rồi. Thế là sao đang làm ăn cắt một nửa thì bên này người ta làm ăn thế nào? Bác có biết cái gì đâu mà bác phát biểu như thế. Đây em nói bác nghe nhá. Bây giờ đấy em giảm một nửa đấy. Bác thích thì bác giảm 80-90% đi. Đấy là việc của bác. Chả sao cả. Giảm một nửa thì còn không đủ tiền để tiền phục vụ ấy. Thôi thôi, nếu ba hai người cứ căng như dây đàn này thì thôi tôi đi về đây. Tôi định sang đây để liên kết xem là có khách có khứa gì thì tôi dẫn khách vào đây. Rồi cô ăn cơm, bác ăn cơm thì em được bát cháo. Nhưng mà hai người cứ căng này thì tôi, em... Thôi em đi về. Chứ ăn cháo kiểu này chả sướng gì đâu. Cháo đâu ra? Cái này có mà ăn cám ấy. Ăn cám như thế này thì thà tôi về tôi ăn cháo lòng nhà tôi còn hơn. Cháo lòng nhà tôi là ngon nhất nha. Qua đây tôi nói cho cô nghe nhá. Làm ăn phải nhìn nhau. Để rút kinh nghiệm đi. Hôm nào mà chả nhìn nhau. Đây này, đang nhìn thẳng trực tiếp vào mặt đây này. Làm sao? Nói chung ý, bác làm mày làm thì thôi. Em không cần biết nhá. Bác đi về đi. Chị ơi. Đừng. Ôi trời ơi. Chị đây. Vào đây em ơi. Vào đây. Xé ra. Vào đây. Gái ngồi đây. Ngồi đây nhá. Làm chén nước. Cô gạt hơi mạnh đấy. Ôi. Chị bảo này. Gái mà tìm đến hôm tây nhà chị là nhất rồi. Xây nước đi em. Phòng không ạ? Sao lại có còn phòng không? Lúc nào mà chả còn phòng để phục vụ các thượng đế như em. Lên bảng leng keng nhá là phải tìm tới hôm tây nhà bà Trạm. Tức là nhà chị đây này. Đấy, ở hôm tây nhà chị là em mới chạm tay được vào hạnh phúc. Mà quan trọng ấy là đến đây một cái là tự nhiên thấy là mình vui vẻ phấn khởi hồ hởi. Đấy, tức là sao là hài nó không hại não một tí nào. Thì xong rồi là em mà tắm gọi là suối khoáng nóng tâm linh nhà chị nhá là coi là thức tỉnh tâm hồn. Quan trọng một điều nữa là em còn được giảm giá 50%. Làm gì mà còn hôm tây nào mà là tốt như hôm tây nhà chị đúng không? Tốt rồi, thế tôi về đây. Không về đi, còn đứng đây làm gì? Không phải khèo. Điệt thế không biết à? Sao thế chú? Các cụ nhà ta bảo rồi, bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhưng mà mua cái loại láng giềng bố láo thì mua làm cái gì? Ấy, chú đừng giận quá mất khôn. Hàng xóm láng giềng, tình thương mến thương chú ạ. Chú ơi, clip về homestay của mình cháu dựng xong rồi này, để cháu đăng luôn chú nhá. Thôi, chăm sự nhờ cháu, có như thế nào cháu giúp chú cả nhá. Dạ. Cái xa le xa điếc gì đấy thì cứ làm giúp cho chú đi nhá. Các cụ nhà ta cũng có câu là thua thầy một vạn còn hơn kém bạn một ly. Chú nó không thể thua bọn chúng nó được. Người ta làm gì thì kệ người ta, mình phải có phong cách riêng của mình chứ chú. Đúng. Mà công nhận cái homestay của mình lên video á đẹp lung linh, khách không đến đây ở thì đến đâu ạ? Lung linh ở cái mồm các cháu. Các cháu nói lúc nào cái homestay của chú rất đẹp, rất lung linh, nhưng mà khách thì chả thấy có mống nào, toàn thấy nhà mõ Trạm. Chú cứ yên tâm, lần này nhá, Sam đã lập cho chú một cái fanpage cực kỳ xịn sò, cộng thêm với cái video này của cháu nữa, cháu đảm bảo với chú là khách sẽ đến đây nườm nượp luôn. Đồng nhất vùng luôn đấy chú ạ. Có chắc không? Chắc. Thế thì cháu giúp chú đi. Đây, để cháu đăng luôn đây này. Ừ. Ấy, vừa mới đăng xong nhá, đã có khách vào hỏi luôn chú đây. Đâu? Đấy, người ta hỏi là homestay của mình còn phòng không chú? Còn, cháu mời họ đến đi. Này, cho luôn số điện thoại của chú. Dạ vâng ạ. Nha. Để cháu mời người ta đến luôn.
Thôi. Ấy. Có khách gọi đến thật. Alo. Hôm Tây Leng Keng xin nghe ạ. Chị. Ôi rồi. Dậy sớm thế em? Vâng. Ngồi ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây làm chén nước. Rồi, làm chén nước chè nhá. Đấy, chè này là chị lấy nước rồi, gọi là tắm khoáng suối nóng đấy. Đấy. Lấy ở trong đấy à? Ừ, ở trên đầu nguồn đấy. Một đầu là mình lấy nước là mình đun, mình uống chè. Thế còn một đầu là chị thả xuống là để cho là khách đến khách tắm nóng. À, đây. Em tưởng dùng chung một nguồn. Dùng chung quá. Chị bảo thật nhá. Không phải là quảng cáo đâu. Nhưng mà riêng mà tắm khoáng nóng tâm linh nhà chị nhá, là nổi tiếng nhất bảng này. Tắm khoáng nóng tâm linh nhà chị mà số 2 thì không một cái hôm tây nào mà dám nói vị trí số 1. Đây này, em không cần nhìn đi đâu, em cứ nhìn từ em mà ra. Ở đây có mấy hôm rồi chị thấy thì em phải trẻ đẹp hẳn ra mấy tuổi luôn ấy. Vâng, đúng rồi, em ở đây mấy hôm em thấy tinh thần em thoải mái hơn nhiều. Đấy, chị có nói điều bao giờ đâu. Lâu lắm rồi mới gặp được khách là vui vẻ hòa nhã xinh xắn như em thì chị phấn khởi nhá. Bao giờ về xuôi thì chị sẽ tặng cho em một cái chai nước thần. Ô, thật hả chị? Ừ, tặng chai nước thần về làm quà nhá. Ừ, chị tốt em quá rồi. Ừ, có gì đâu. Cảm ơn chị nhá. Rồi, thôi, uống chị nước thanh toán tiền phòng cho em nhá. Rồi. Rồi thế này bây giờ thanh toán hả? Thế chị tính giá người nhà thôi nhá. 3 triệu. Cái gì? 3 triệu. 3 triệu. 3 triệu thật chị. Chị có nói đùa mà. Đắt thế ạ? Đắt à? Đắt mà. Lúc đầu chị nói với em là có hơn triệu thôi mà. Nói bao nhiêu? Chị bảo là giá phòng chị, với cả tiền ăn. Em gái chứ. Riêng mà ở hôm tây nhà chị thì khách chưa bao giờ nói rằng là chị tính đắt bao giờ, thật sự luôn đấy. Ai đến nhà chị thì kiểu gì kiểu cũng phải quay lại thì ở thêm. Nhưng mà có những gì mà tận 3 triệu đây, chị. Đây chị tính cho gái nha. Riêng cái tiền tiền phòng là chị đã giảm cho gái là 40%, chị rồi. Tính gái là có 600.000 thôi. Đúng rồi. Được chưa? Đấy, cái tiền ăn này, mấy hôm chị giảm tiếp 30%, chị tính gái là có 400.000. Thế vị chi tổng cộng tiền phòng tiền ăn là 1 triệu. Đúng rồi. Và cái tiền tắm khoáng nóng tâm linh là chị tính cho đúng không? Cái gì? 2 triệu. Đấy. Đấy, tắm khoáng nóng tâm linh xong cái thì khôn hẳn ra. 2 triệu. Thế thì tổng người trả là 3 triệu thì còn gì. Nhưng mà lúc đầu chị có báo với em trước đâu, em tưởng là tắm được free. Hả? Free. Tắm khoáng nóng tâm linh là free ạ. À? Free là cái gì? Free là miễn phí. Em bị dở hơi à? Nhà chị kinh doanh thì em lại bảo là miễn phí. Bây giờ đời có ai cho không ai cái gì bao giờ đâu. Làm gì có cái từ miễn phí ở đây. Mình sử dụng cái dịch vụ thì mình phải gửi tiền chứ, để em cứ đùa với chị. Này chị nói thật với em, trần đời chị chưa thấy ai mà coi như là tắm khoáng nóng tâm linh mà lại đi mặc cả như em. Tắm là nó phải là từ tâm nhá, gột rửa tâm hồn. Khách nhà chị tắm xong rồi còn cho chị thêm tiền ấy. Nhưng mà lúc đầu chị có báo với em. Không có phải lăn tăn gì nhá, thanh toán cho chị 3 triệu. Vấn đề là chị phải báo với em giá ngay từ đầu thì em còn thoải mái tinh thần, chứ bây giờ tự dưng chị đột một phát như thế. Em làm sao em biết được mà chuẩn bị? Có hỏi đâu mà nói. Có hỏi đâu mà nói. Đáng nhẽ là phải báo giá nhiều nhá. Định bùng à? Bây giờ tắm rồi, mượt rồi, ra tiền đi thôi. Rồi, ok chị. Thế thì có phải là nhanh coi nhẹn như không? Em xui vậy. Xui cái gì mà xui, chị nói thật với cô nhé. Cô mà tắm khoáng nóng tâm linh nhà chị về ấy chỉ có nhiều lộc thôi. Thật đấy. Lộc chưa thấy đâu đã thấy mất tiền. Vui lên thế nào. Mặt nhăn nhó làm sao mà xinh được. Vui vẻ lên, tươi lên. Chị ơi. Ơi. Bây giờ em có mỗi 500.000 ở đây thôi. Ý đùa tôi. Cô cứ đùa tôi. Trông xinh đẹp với ăn mặc diện như thế này. Túi đẹp, đồng hồ cũng đẹp. Đấy, cái gì cũng đẹp để bảo là có 500 nghìn trong túi ai mà tin được. Thôi không đùa nữa nhé, cho chị xin 3 triệu. Em nói thật, bây giờ em chỉ có đúng 500 nghìn tiền mặt thôi ạ. Hôm qua em đi vội quá, em quên không rút tiền. Đây chị xem, trong này không còn cái gì cả. Mày lừa bà có đúng không? Không ạ. Mày lừa bà có đúng không? Này, ngay từ đầu cho bà nhìn mặt là bà đã hơi nghi nghi rồi. Thế nhưng mà bà vẫn cứ tin người mà nói cho mày biết nha. Bà là có kinh nghiệm bị lừa nhiều lần rồi nhá. Bà nói cho mày biết nha, mày mà không trả tiền cho bà sẽ gọi công an nha, đến gô cổ mày lại nhá. Ừ, chị ơi, chị bình tĩnh, chị bình không tĩnh. Không bình tĩnh gì cả, đưa tiền đây. Không phải đâu, em quên tiền thật. Bây giờ em quên gọi... Quên đi! Bây giờ em gọi bạn em đến mang tiền đến mua cho chị ạ. Gọi luôn! Đây. Đẹp mặt chưa? Em xin lỗi, chị cứ bình tĩnh. Sao lâu thế? Đây bạn em đang đến rồi đây ạ. Nhanh khẩn trương đấy nhá. Vâng. Không tí nữa tính thêm tiền chờ đấy nhá. Chị ơi, chị chẳng từ từ thế nào được?
Tiền nong sao mà từ từ được. Chồng thì rõ đẹp mà để cần. Cô chào đây, à? Đây. Bác bỏ đi rồi. À. Bác gọi điện bác báo công an ngay cho em. Con bé này này. Sao thế? Nó ở hôm nay nhà em. Ăn ngủ nghỉ tắm cả nước nóng tâm linh, nước khoáng nóng tâm linh. Thế mà bây giờ nó bảo nó không trả tiền em bác ạ. À. Nó định bùng em đấy. Tôi chết. Bác gọi báo luôn cho em đi. Chị đừng nói thế, em không phải như vậy đâu. Em gọi bạn em mang tiền đến rồi còn gì ạ? Tiền đâu? Đây, anh ơi, cho em mượn tiền để trả chị với. Đây, tôi trả tiền cho chị. Chị làm ăn chột giật, chẳng thông báo khách trước về giá cả, cũng chẳng có bảng giá dịch vụ cụ thể gì cả. Tôi chẳng dám ở nữa đâu. Đấy, từ 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 từ. Thiếu 500. 500 đâu? Đấy. Em trả chị. Rồi. Này nhá. Đây hôm nay nảy là có bác Bổng đứng đây nhá, không được tính thêm tiền chờ đấy. Đùa đâu. Anh ở bên nhà bác Bổng như thế nào ạ? Bên homestay nhà chú Bổng dịch vụ rất tốt, giá lại quá rẻ luôn. Mọi người rất chi là nhiệt tình em ạ. Vậy thì tốt quá. Vậy đợt tới đoàn mình sẽ ở bên homestay của chú Bổng nhá. Đúng rồi. Thế là thế nào? Bọn cháu đi khảo sát trước thì cháu ở bên chỗ chú, còn Ly kế toán ở bên nhà cô đây. Thì thấy cơ sở bên chú tốt quá, bọn cháu chọn cơ sở của chú. Vâng ạ. Đoàn cháu đi du lịch có bao nhiêu người? Dạ đoàn cháu hơn 100 người ạ. Ôi dồi. Vâng ạ. Vâng, sau khi khảo sát xong thì cháu sẽ quyết định là đợt tới đoàn cháu sẽ ở bên homestay của chú ạ. Thế thì tốt quá. Đây. Thế chi tiết cần những cái gì thì bảo chú để chú chuẩn bị nhé. Dạ vâng. Vậy thì mình về bên nhà chú để mình cùng bán hợp đồng chú nhé. Mời cháu. Này. Chị ơi em chào chị nhé. Em ơi chị bảo này. Này. Cô chào bạn. Qua đây thì cô cũng nên rút kinh nghiệm. Đây là bài học đấy. Khách người ta đến thì mình cố gắng vui vẻ, đừng chặt chém người ta nhiều. Để khi người ta đến đây nghỉ ngơi, sau về xuôi ấy, người ta còn nhớ là mong muốn quay lại đây nhá. Thôi, tôi về chốt hợp đồng đây. Hơn 100 người cơ mà. Về nhá. Đấy ạ. Đúng là tham bát bỏ mâm rồi.